Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Với việc hỗ trợ sản xuất có ràng buộc trách nhiệm của người thụ hưởng, mô hình liên kết sản xuất trồng su su tại xã Pa Treo, huyện Bát Sát đang mang lại hiệu quả, giúp người dân địa phương từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập. Với 0,5 hectare su su này, gia đình ông Hầu A Cấu có nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi năm. Tiên phong tham gia mô hình liên kết sản xuất trồng su su của huyện Bát Sát từ 4 năm nay, gia đình ông Cấu được hỗ trợ một phần giống vào kinh phí làm giàn, được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên quả su su to đều. Sản phẩm thu hoạch đến đâu, được thu mua hết đến đó. Tư duy về phát triển nông nghiệp của gia đình ông giờ đã thay đổi. Cái là nhà nó hỗ trợ cột, là như là nhà nó hỗ trợ 3 phần, nhà nó hỗ trợ 2 phần, mình gia đình mình tự hỗ trợ 1 phần. Gia đình ông Cấu là một trong 15 hộ dân đang tham gia mô hình liên kết sản xuất trồng su su tại xã Pa Treo, huyện Bát Sát. Trong quá trình sản xuất, người dân được hỗ trợ làm giàn, cây giống và được cầm tay chỉ việc về kỹ thuật trồng chăm sóc. Trách nhiệm của các hộ dân là phải bỏ kinh phí mua phân bón và công chăm sóc. Do phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên sau 4 năm triển khai, 5 hectare su su của mô hình đang cho quả to, đều và đẹp. Hiện xã Pa Treo đã quy hoạch vùng trồng và khuyến khích người dân mở rộng diện tích. Trồng cái này thì nó lại khá hơn, ví dụ như là trồng ngô, trồng các thứ thì nó lại 1%, thì trồng cái su su này thì nó lại lên 2%. Từ khi có cái mô hình trồng su su thôn xéo này thì đối với trước đây thì trồng ngô thì nó năng suất nó không bằng về cái trồng su su này. Thường xuyên thì cũng tuyên truyền vận động bà con, những hộ mà chưa trồng mong muốn là tuyên truyền cố gắng để các hộ khác để cùng tham gia trồng thêm. Đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế thông qua phương thức hỗ trợ có đối ứng như mô hình trồng su su tại Pa Treo đã giúp nhiều hộ thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Đây được xác định là chìa khóa giúp các địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.